What's up? Xin chào các anh em, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục giới thiệu cho anh em một con bàn phím cơ, giá cũng thuộc dạng là tầm thấp thôi. Nói chung là một trong những con bàn phím cơ mà mình thấy giá cả hợp lý nhất, mà có cái cấu hình khá là ngon. Đó là con bàn phím cơ đến từ Fmau. Và cái con này thì nó có thiết kế cũng rất là gọn gàng và cũng là bản full size, có hai màu trắng và đen. Vậy bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem con bàn phím cơ này có những cái gì nhé. Let's go! Ok, đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy con bàn phím này. Đây là phiên bản màu đen. Phím này ở ngoài vỏ hộp nó không có gì đặc biệt cả, cho nên mình quyết định là sẽ đi thẳng vào cái bàn phím luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy một cái bàn phím form rất là cơ bản rồi, một bàn phím 104 phím và sẽ dùng phong chuẩn, cho nên là các bạn có thể chơi cái cách dễ dàng. Và cái điểm đặc biệt là khi mình cầm con bàn phím này lên thì nó có trọng lượng khá là nặng. Với lại một số các cái nổi bật mà khi mình nhìn vào thì mình sẽ để ý ngay, đó là cái logo Fmau được khắc nổi lên và nó sẽ làm cắt điệu bằng các cái đường phay sức như thế này. Khi mình để ra ánh sáng thì nó sẽ có cái hiện tượng nó là bóng lên, nhìn rất là đẹp. Và ngoài ra thì ở hai bên này chúng ta sẽ không được làm bằng kim loại mà được làm bằng nhựa, và nó sẽ có một số các cái đường hoa văn nhìn rất là đẹp. Và hoa văn này trên phiên bản màu đen thì nó sẽ là màu trắng khá là nổi bật. Ở đây chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Top Game Equipment, tức là cái một trong những cái dụng cụ để chuyên để chơi game đó, mà đứng top tức là đứng trong hàng ngũ chuyên để chơi game ngon đấy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm ba cái đèn báo và cũng được khắc laser cắt điệu luôn, và nó sẽ có đèn báo num lock, đèn báo cắt lock và đèn báo win lock. Ở đây win lock có nghĩa là khóa win á, thì khi nào mình khóa nút win lại thì nó sẽ hiện đèn ở đây. Và cái đèn đây nó cũng được làm khắc laser, là được có ánh sáng chiếu vào nhìn phản lại rất là đẹp. Rồi, vậy nhìn tổng thể sơ qua thì chúng ta sẽ có thấy thêm được một cái đặc biệt nữa, đó là cái đế của con này thì được làm bằng kim loại, nhưng mà cái kim loại này thì nó lại được làm theo kiểu sơn khá là nhám, sờ vào rất là sướng nhưng mà lại không bị giật. Khi mình sử dụng thì mình đã đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ bị giật bởi những cái thao tác chạm nhẹ vào đây thì sẽ không bị giật. Kể cả cái biểu tượng Fmau này thì khi mình chạm vào thì nó cũng không bị giật khi mình đang chơi game. Và các cái đinh ốc của nó làm cũng khá là dị, khi những con đinh ốc này lồi lên khá là rõ đẹp, tăng thêm cái độ hầm hố cho cái bàn phím này. Và cái thiết kế mà có hai cái đầu nhựa ở hai bên như này cũng rất là thông minh, tại vì khi mà mình lỡ tay mà chạm con út vào thì nó cũng sẽ không có cảm giác bị giật như những một số cái con mà bằng cái loại full tràn viên giống như con Zero. Và đặc biệt hơn là cái con này là dùng bàn phím cơ, cho nên là nó sẽ nhận diện một lúc tất cả các phím. Ngon hơn con Zero một chút, tại vì con Zero thì gần đây mình mới biết được là nó sử dụng chỉ có nhận được tối đa 6 phím một nút thôi, cùng một lúc thôi, cho nên là nó sẽ cũng khá là khó khăn trong cái việc combat. Rồi, chúng ta sẽ nhìn sơ qua một chút về cái phông chữ của con này. Phông chữ của con này thì vẫn sử dụng một cái phông chữ nói chung vẫn là rất là tàu, thì nó là sản xuất xuất xứ từ Trung Quốc mà. Nhưng mà nó sẽ có một số cái điểm đặc biệt, ví dụ như là các bạn hãy nhìn thấy ở hàng phía trên này. Hàng phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái hàng thông báo từ F1 cho đến F12. Đây là những cái thông báo mà chức năng phụ, nếu mình ấn FN kết hợp thì nó sẽ sử dụng cái đó, ví dụ như là tăng giảm âm lượng này đó, hoặc là mute hoặc là stop, dùng để multimedia đấy, dùng điều khiển multimedia. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có nút FN được làm sơn đỏ thêm một cái màu của thằng Fmau nữa. Đây là cái logo của hãng Fmau. Thì cái hãng này bây giờ hiện tại thì nó đang tập trung làm chuột là chính thôi, bàn phím thì nó cũng mới ra một số hãng, một số mẫu thôi. Đây là một trong những cái mẫu mà bàn phím nó mới ra. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về keycap. Keycap của con này nó sẽ được làm double shot nha các bạn. Tất nhiên rồi, những con bàn phím cơ đều hầu hết được làm double shot hết. Và con này đang sử dụng keycap ABS khá là nhám, và mình sử dụng một thời gian thì vẫn có thể bị bóng nhảy, nhưng mà chịu thôi, tại vì nó giá của nó cũng rất là rẻ rồi, chỉ có 600 ngàn mà thôi. Dưới lớp keycap này chúng ta sẽ có một cái
suite của thằng Otemu, một trong những cái suite mà mình thấy gần đây nó cũng khá là đình đám và rất là tốt. Và con suite Otemu này thì phiên bản của thằng Fmau sử dụng chỉ là blue thôi, và nó không sử dụng các cái suite như là red hay là brown, rất là tiếc. Nên mình rất thích là cái dòng suite này mà nó lại không sử dụng. Nếu mà các bạn muốn dùng red brown thì các bạn có thể tham khảo cái con NK thì nó cũng dùng Otemu và có cả brown red luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi sơ qua về mặt sau của bàn phím. Cái mặt sau của bàn phím này sẽ rất là đơn giản thôi. Ở mặt sau chúng ta sẽ không có gì khác lạ, mà nó chỉ có một cái sticker dán logo của thằng Fmau cộng với lại modem. Đây là modem K904. Và modem này thì nó không có phiên bản RGB nha các bạn, nó chỉ có phiên bản LED Rainbow thôi. Và vẫn sẽ có hai cái lạy để nâng hạ độ cao của phím này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp cao su dùng để chống trượt hai bên. Nói chung thì mặt sau này chúng ta không có gì đặc biệt cả. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Rồi, về phần keycap của con bàn phím. Về phần cái dây của bàn phím thì chúng ta, dây cáp của bàn phím ấy, thì chúng ta sẽ vẫn có một cái dây khá là bình thường. Một cái dây nhựa thôi, không có gì nhiều. Dây nhựa nhưng mà bọc nhựa chống rối khá là dày, cũng có cục chống nhiễu ở ngay đây. Và chúng ta sẽ có kèm thêm một cái đầu USB cũng thuộc làm thuộc dạng là nhỏ gọn, cho nên là sẽ rất là dễ cắm. Đấy, cũng không có gì đặc biệt tại vì con bàn phím này giá nó cũng thấp, cho nên những cái chi phí này có lẽ là họ sẽ không làm dây dù hay là không có làm bọc vàng, nhưng mà nó sẽ tập trung vào cái trải nghiệm của bàn phím. Và cái về cái phần LED của con này thì đang sử dụng là LED Rainbow thì nó sẽ là LED theo hàng. Bây giờ mình sẽ thử bật cho các bạn coi. Ok, sau khi cắm bàn phím vào trong máy tính thì chúng ta sẽ thấy có hệ thống đèn LED của nó sẽ hiện ra như thế này. Cái đèn LED của con này cũng thuộc dạng cũng khá là sáng. Nếu như mà các bạn đang sử dụng một chế độ, tức là mình đang ở trong phòng với điều kiện đầy đủ sáng như thế này, thì nó vẫn có thể hiện đầy đủ ánh sáng để cho các bạn có thể nhìn thấy các ký tự trên chữ. Không giống như một số cái dòng đèn LED thì nó sẽ hơi tối nếu như các bạn để trong phòng sáng. Và nếu như các bạn ban đêm thì các bạn yên tâm là nó sẽ đầy đủ ánh sáng cho các bạn sử dụng, rất là ngon. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái chế độ, một số nút chú ý như sau. Ví dụ như là FN, cộng IN, SET là để đổi các cái chế độ LED. Đó. Và có FN, sẽ có thêm cái FN và nút qua để mình tăng tốc độ LED lên, tức là tăng tốc độ chạy LED đấy. Chúng ta sẽ có khoảng tầm 10 chế độ LED. Và FN lên để tăng độ sáng, và FN xuống để mình giảm độ sáng. Rất là đơn giản thôi, nó chỉ có như thế thôi chứ không có gì nhiều. Đó. Và cái chế độ LED thì để mình sẽ cho các bạn xem nếu như mình tắt điện đi và chạy cái chế độ LED nó sẽ như thế nào. Ok. Sau khi mình đã xong cái phần test LED cho mọi người coi thì các bạn có thể thấy là LED của con này cũng rất là ngon. Nếu như trong tầm giá thì cũng hiếm mà có con nào có thể qua lại được cái con này về cái phần chế độ LED cũng như là về cái về bên ngoài. Và ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần quan trọng không kém, đó là cái phần về test cái tiếng gõ của con này cũng như là cái cảm giác gõ. Sau khi mình đã đưa mic lại gần cái bàn phím và cũng như là đưa camera gần hơn để cho các bạn thấy, thì bây giờ mình sẽ test một đoạn văn bản để dùng bàn phím này. Do con bàn phím này sử dụng Blue của Otemu nên cái tiếng gõ clicky của nó cũng khá là to. Em mình sẽ thử luôn cho các bạn xem.
các bạn có thể thấy là tiếng gõ của nó rất là to và tiếng click kia của nó nghe rất là êm tai, nó nghe rất là đanh, rất là sướng đó. Và đặc biệt là các cái nút dài như là nút cắt này, khi các bạn thấy là khi mình gõ thì nó hoàn toàn không nghe tiếng lọc sọc giống như những một số các cái bàn phím cơ giá rẻ khác đó, nó không hề có tiếng lọc sọc cũng như là rất là chắc chắn, cho nên khi các bạn xài con bàn phím này thì phải nói là rất là ngon. Nếu như trong tầm giá thì rất là khó mà có thể kiếm được. Ok, vậy tóm cái váy lại về con bàn phím này thì nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái ưu điểm đó là một cái bộ bui khá là chắc chắn, khung kim loại này đó, cùng đồng thời như là các cái logo được khắc rất là chi tiết đó, kiểu như những đồ họa này nhìn nó làm rất là đẹp, rất là chắc chắn. Ngoài ra thì nó đang sử dụng Blue Switch của Automil, một trong những cái switch cũng khá là nổi tiếng và nó cho cảm giác bấm khá là ngon, rất là nảy và cũng như là tiếng clicky của nó rất là đanh, nghe rất là sướng tai. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cái nhược điểm nhất định của con này, ví dụ như là về cái phần thiết kế thì nó sẽ không được gọn gàng lắm. Nếu như các bạn nào thích gọn gàng thì cái này có lẽ là không đạt tiêu chuẩn gọn. Và ngoài ra chúng ta sẽ vẫn có keycap ABS dùng phông chữ khá là to, cho nên các bạn cũng có thể phải bỏ qua những cái vấn đề này, tại vì nó chỉ là một bàn phím phím cơ giá rẻ thôi, cho nên là các bạn phải chấp nhận những cái này. Ngoài ra về cái những cái nhược điểm không cần thiết phải nhắc đến, ví dụ như là cái dây cáp bằng nhựa thì cái này cũng không quan trọng lắm, tại vì một số hãng lớn thì người ta cũng không có sử dụng dây cáp bằng dây bọc vô để làm gì đó. Và chúng ta vẫn có được một cái bàn phím cơ với nhiều chế độ LED rất là ngon. Nói chung đó, tóm lại là ngon trong tầm giá, với 600 ngàn thì phải nói là best rồi, rất là ngon. Ok, nếu các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy comment ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Và cái giá của con này thì mình đã nhắc đi nhắc lại rồi, nó khoảng 600 ngàn thôi, các bạn đừng có hỏi nhiều nữa, hỏi miết thôi. Nếu các bạn chưa xem thì vui lòng click vào link ở phía dưới, mình sẽ có cái link về chi tiết sản phẩm cũng như là cái giá bán của nó trên website. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. À quên, nó còn một phiên bản màu trắng nữa các bạn. Con này còn phiên bản màu trắng nữa, con này phiên bản màu trắng rất là đẹp luôn. Và nó sẽ, ép màu này nó sẽ còn một cái phiên bản bàn phím RGB rất là hầm hố nữa. Nếu như cho các bạn theo hướng hầm hố thì mình sẽ giới thiệu sau. Rồi, ok, bye bye nha. Bye bye. Ciao.